Calm Control cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cấm nhập khẩu các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của các thương hiệu Milumed và Peacock. Bên cạnh đó, Calm Control cũng đã thông báo với các nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ về các sản phẩm bị cấm và theo dõi sát thị trường nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm này không được bày bán. Tập đoàn Lactalis đứng thứ hai trong ngành công nghiệp sữa thế giới, đứng đầu châu Âu với các sản phẩm sữa và phô mai. Ngày 10 tháng 12, Lactalis ban đầu đưa ra thông báo thu hồi trên toàn thế giới với lượng sản phẩm lên tới gần 7.000 tấn sữa do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Tiếp theo, ngày 21 tháng 12 vừa qua, tập đoàn này tiếp tục mở rộng diện thu hồi, nâng số sản phẩm bị thu hồi lên hơn gấp đôi. Quyết định thu hồi của Lactalis được đưa ra sau khi xảy ra 26 trường hợp trẻ nhiễm bệnh tại Pháp vào đầu tháng 12 năm 2017. Các triệu chứng nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm tiêu chảy nặng, đau bụng, buồn nôn và đau sốt gây ra bởi một loại vi khuẩn đường ruột truyền từ gia súc. Khuẩn Salmonella gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già vì nguy cơ mất nước. Với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa Celia, Peacock, Burr President, Lactalis có doanh thu lên tới 17 tỷ euro, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015.